Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Hiện tại thì mình là chủ của một cái trang trại cà rốt rất là khổng lồ. Và có thể nói là mình là một người nông dân cũng gọi là thứ dữ á. Thế nhưng mà thành tựu về nông nghiệp thì mình làm chưa có xong hết. Còn quá trời thành tựu mà mình chưa thực hiện được luôn. Thế nên là trong ngày hôm nay thì mình quyết định sẽ làm cho xong sạch sành sanh những cái thành tựu về nông nghiệp. Mở màn cho cái công việc ngày hôm nay là thành tựu cứ tự nhiên đi. À cái này dễ nè. Mình sẽ đi múc mật ong ấy. Tưởng gì chứ mật ong thì mình có trong cái nông trại mình có luôn nè. Đây. À, ôi chết rồi, bữa mình quên gỡ cái này xuống. Ong không có chui vô được đâu. Gỡ cái này xuống cái đó. À, mình để đó đi, tí mình gỡ sau. Mình sẽ lấy một cái bàn chế tạo cũng như là lấy một ít kính để làm ra cái lọ. Rồi mình đã có 3 lọ thủy tinh thì mình sẽ múc mật ong như vậy là đảm bảo không có bị ong đánh đâu nha. Rồi, và mình đã được một cái thành tựu đầu tiên. Tiếp theo thì vẫn liên quan tới ong. Đó chính là mình sẽ bôi cái sáp ong vào một cái khối đồng. Với cái thành tựu này thì mình phải đi đào đồng rồi, tại vì mình không có cục đồng nào ở trong người hết. Đây, nói đồng mới nhớ. Cái gò đồi gần nhà mình có đồng nè. Ghé vô đây đào một cái. Cúp mình là cúp mềm mại hả ta? Dạ, chưa. Để mình sửa mấy con này cái đó. Mình sẽ cần tới cây cúp có dòng gia tài của mình. Để mình đào được thật là nhiều những cái đồng thô. Rồi sau đó nung ra. Wait, Cái gì, ai đập cửa vậy? À, thì ra ngươi chọn cái chết. Trời, nửa đêm nữa không có thanh niên zombie tới nhà đập cửa mình ạ. May mà nhà mình có bảo vệ ở dưới, không là chắc vỡ cái cửa rồi. Nguy hiểm thật sự. Rồi bây giờ mình đã có đủ 9 cái phôi đồng thì mình sẽ làm được một cái khối đồng. Đây, mình sẽ mang cái khối đồng này để chuẩn bị chét mật ong lên. À, đâu rồi ta? Mật ong thì mình nhớ là mình có cắt một vài cái mảnh mật ong ở trong cái nhà cũ của mình thì phải. Tại vì lúc trước mình cũng có hay đi chọc ong á, nên là mình cũng có mật ong. Đâu trong đây nè. Đúng không? Đây, chính xác. Mình chỉ cần một cái sáp ong thôi là làm được cái thành tựu này rồi. Mình sẽ đặt khối đồng ngay đây. Rồi chét lên. Tiếng tiền. Bôi sáp ong vào. Và giờ thì thành tựu nó chỉ còn một cái nhánh nhỏ nữa. Đó chính là cạo sáp ong ra. Rảnh ghê. Bôi xong rồi mất cạo. Đấy. Hình như cái việc bôi sáp ong vào là để cho cục đồng nó không có bị biến thành màu xanh hay sao ấy nhờ. Hình như vậy á. Tại cục đồng này mình mà để nó ngoài tự nhiên lâu quá, cái nó ngã sang mấy cái màu khác á, nhìn cũng ok phết. Rồi tạm thời thì thành tựu liên quan về ong mình đã thực hiện xong. Bây giờ thì thành tựu liên quan tới mèo. Thuần phục tất cả các loại mèo. Ê, vậy thì chắc mấy nhóc mèo nhà mình sẽ vui lắm đây. Được quá ta. Ê, nhưng mà không biết là mèo có ăn cá nhiệt đới không? Mình sẽ test thử cái đó. Tại vì cái này mình chưa có thử. Liệu rằng mèo có ăn được những con cá nhiệt đới này? Cũng là cá đấy, nên mình nghĩ mèo cũng sẽ thích thôi. Đâu rồi mèo? Đây. Nhâm nhâm. Ồ, mèo không ăn cá này. Oh gosh. Mèo chỉ ăn cá hồi thôi, hoặc là cá tuyết rồi. Trời ơi, kén ăn nữa. Thôi được rồi. Cái gì chứ, cái bắt cá là mình hơi bị chuyên nghiệp luôn. Để mình đi bắt vài chục con cá rồi chuẩn bị cho cái hành trình thuần phục tất cả các loài mèo của mình. Hiện tại thì mình đã có mèo đen nè, mèo vàng, mèo trắng, mèo vàng đậm. Mình nốt lại chủ yếu là để dễ dàng hơn trong cái công việc tìm mèo thôi. Mấy mèo nào mà mình đã thuần phục rồi á, mình sẽ lướt qua thì sẽ tiết kiệm được một ít thời gian ấy. Và nơi lý tưởng nhất để mình có thể tìm mèo đó chính là những ngôi làng. Đây có mèo. Ồ, đây không có mèo, đây có thỏ thôi. Ủa kỵ ta, tới làng mà tao toàn gặp thỏ hả ta? Làng này mình không tìm thấy mèo rồi. Thôi kệ, lấy tạp cái chuông cũng được đi. Ồ, lạ vậy ta, lần đầu mình vô một ngôi làng mà mình không thấy mèo ấy. Ít ra cũng thấy một hai nhóc mèo chứ.
Ồ đây 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 đây, mèo lên 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 đỉnh núi băng chơi. Thì ra là vậy, ở đây có mèo. Mèo đen nhưng mà chân có đốm trắng là mình chưa thuần phục nè. Được, ô mèo trắng là thuần phục rồi. Mèo này thuần phục nè. Ê, mèo chạy, mèo chạy. Mèo bên kia mình cũng thuần phục rồi. Giờ tập trung vào mèo đen đốm trắng thôi. Mèo này nhát quá à. Ê, có mèo chuẩn bị săn thỏ kìa. Ôi, lần đầu mình thấy cảnh này. Chuyên nghiệp chưa, đi chậm chậm, đi chậm chậm nè. Rồi vô tới phía trước để bắt thỏ. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đổi ngược lại, mình sẽ đi đi bắt mèo. Này thì chạy. Cưng đã gì đội của anh. Và mình sẽ không quên là dẫn luôn cả mèo về. Thuần phục xong phải dẫn về. Chứ bỏ ở đây tội nghiệp. Dù sao cũng là mèo mình thuần phục mà. Cách đây cũng không xa là một ngôi làng khác nữa nè. Để xem ngôi làng này có mèo hay không. Làng này cũng không có mèo mới cho mình rồi. Vậy là căng đó nha. Tính ra tìm thêm có vài loài mèo thôi nhưng mà cũng căng lắm đấy. Tại vì đa số mèo mà mình gặp trong làng đều là những chú mèo mà có cái màu mình thuần phục rồi. Ê, đây rồi. Mèo mới, mèo mới, mèo nâu. Ra đây là nghỉ chạy nha cưng. Nghỉ chạy. Sao mà chạy lại? Mình sẽ chạy chặng đầu luôn nè. Chạy đi đâu? Cuối cùng cũng có thêm mèo mới rồi. Ô, ngoài mèo ra thì ở đây còn có gấu Bắc Cực nữa. Mình chưa có gấu Bắc Cực. Được. Mình hôm nay mình liều luôn. Mình sẽ qua đó coi coi. À, gấu này là gấu FA. Ô. Bên kia cũng có một gấu FA nữa kìa. Hai, hai. À không, 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 FA đâu, không hẳn đâu. Wow, như vậy thì ở đây cũng khá là nhiều gấu á nha. Quá trời quá đất gấu rồi. Mà giờ mình đang bận dẫn mèo nữa. Ủa, đang bận đi thuần phục mèo rồi. Ừ, chắc mình sẽ quay lại đây sớm thôi. Sau khi mình thuần phục mèo và làm hết những cái thành tựu về nông nghiệp cái đã. Bây giờ thì quay lại đất liền thôi. Từ từ rồi mình cũng sẽ có gấu. Yên tâm, yên tâm. Ok. Chà, ngôi làng này tuy không có mèo nhưng mà có quá trời bạch mã nè. Mình ấy con ồ toàn mèo của mình à, tưởng đâu mèo của làng. Trời ơi làng quá trời bạch mã luôn. Có cả mèo trắng nữa. Mèo trắng thì mình đã có rồi. Ấy không hẳn, mèo trắng mình chưa có. Ấy vậy là mèo trắng là mèo mới nha. Ok luôn. Vậy là mình đã thuần phục được 7 trên tổng số 11 loài mèo rồi. Coi coi còn mèo khác ở đây không. Nếu không thì để mình vô mình ngủ ké làng bữa cái đó. Đây là một trong những ngôi làng mà mình đã từng ghé qua và ở một khoảng thời gian nè. Chủ yếu là đây, ngay khu vực này luôn. Mình còn nhớ như in. Nhưng mà mình chưa có kiểm tra là ngôi làng này có mèo hay không. Làng này có mèo xám. Được, 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 mèo xám mình chưa thuần phục. Chết cưng gũi, chạy đi đâu. Ồ, mèo này dễ tính vậy. Mình tưởng chạy chứ. Ai gì không chạy à? Không chạy vậy thì về đội của anh luôn nha. Vậy là mình đã thuần phục được 8 trên 11 loài mèo. Còn 3 loài mèo nữa thôi. Làng này cũng thuộc dạng bự. Mèo lạc, mèo lạc. Mèo đi tắm mưa hả? Tắm mưa vậy thì chạy 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 đi đâu? Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Thấy mình dí cái là chạy hết lia lịa liền. Và mình đã có được 9 trên tổng cộng là 11 loài mèo rồi. Nguy hiểm, nguy hiểm. Con này đi đâu? Thấy mèo người ta ha, dễ thương cái là ha, tùm tướp liền. Gần đây nó còn một ngôi làng nữa. Chắc mình sẽ thử qua ngôi làng kế bên luôn coi. Để xem ngôi làng kế bên có là mèo nào mới không. Không biết mưa này có lớn không để mình đi ngủ coi. Mình không thích mưa tí nào cả. Ý, ở đây có trứng. Thử vẫn mấy. Ờ, 3 trứng luôn à. Ok. Quá tam ma bận. Để xem trứng nào sẽ nở ra gà con đây. Ê. Ủa, có nở không vậy? Ủa? Ủa đây là gà con có sẵn hay là gà con từ trứng nở ta? Mình nhìn không kịp. Ủa, trùng hợp hay là sao vậy ta? Thử ném lại cái trứng nữa coi. Ủa, gà con mới nở ra từ trứng mà sao? À, lại có trứng nữa nè.
Trứng thạch xanh à, chọi hoài không hết này. À, hết rồi, bể rồi. Ồ, ảo thật đấy. Chắc tại tìm mèo quá trong 80 phút rồi đó. Nhìn cái trứng mà hoa hết cả mắt. Rồi, và trong làng có vẻ là mèo đã đi trốn mất rồi. Hơi buồn nha. Thôi, chắc phải đi tìm một ngôi làng khác thôi. Cái thành tựu này mình làm mình cũng hơi ngại ngại á, kiểu tối ngày cứ vô làng của người ta rồi gình thuần phục mèo rồi dẫn về nhà. cũng thấy hơi ngại á, nhưng mà thôi kệ. Cho nghỉ mẹ một đi. Nhưng mà càng ngày thì mình tìm mèo càng khó ta. Ồ, cái làng thì gõ to nhưng mà không thấy mèo đâu hết. Ba kim cương. Ồ, nay đỏ vậy ta. Vô làng cái hốt được 3 kim cương lận. Giờ gặp thêm 3 chú mèo cuối cùng nữa là đẹp này. À không, có 2 chứ. Ờ, giờ gặp thêm 2 chú mèo cuối cùng nữa là đẹp này. Vẫn không có mèo. Ấy, mình biết cái làng này sao không có mèo nè. Tại vì cái làng này lần trước là mình bắt hết mèo rồi. Quên mất. Mèo trắng. Giống mèo của mình vậy ta. Hay là khác vậy? À giống. Vậy là chắc ngôi làng này cũng không có mèo mới rồi. Có mèo đó nhưng mà mèo cũ. Mưa quá cho ngủ. Cho ngủ ké bữa nha. Ở khi mình ngủ á. Mà sao cái bác này kỳ thế, người ta ngủ mà. Đúng rồi đó, lịch sự rồi đó. Khi mà mình ngủ á, mèo lên giường ngủ chung với mình thì. À, sáng không có chơi đòn hả? À, tại mình nhớ là hình như khi mà mèo lên giường ngủ chung với mình là sẽ sáng có đồ á. Không biết là mình nhớ có nhớ nhầm hay không nữa. Nhưng mà có vẻ đêm vừa rồi thì mình không có đồ. Giờ sao? Như nào? Ôi, ráng liền. Thích thì bá vô đây, Có mèo cái là mình hơi bị tự tin đó nha. Không có sợ Ripper nữa. Ủa sao giờ còn có một mèo vậy? Ồ, đừng nói mấy nhóc mèo kia lên giường nằm hết rồi nha. Trời ơi, dậy đi ông cháu ơi. Leo lên giường ngủ tỉnh bơ vậy. Mình thì đi xào quần ngoài này mà ngủ gì đó. Ôi, mèo lười quá hả? Cứ thấy giường là leo lên ngủ hả? Thiệt cái tình. Bảo sao mình thấy cái chỉ quân số mèo của mình ngày càng ít đi à. Ok, giờ mới đủ chỉ số nè. Thiệt luôn á. Thôi mình sợ rồi. Một xíu vô làng mà mình gặp mấy cái giường là mình phải né ra liền. Kẻo mèo mình ghiền giường á, leo lên giường cái là nằm ngủ khò khò. Mình đi còn không chịu tóc biến theo mình mà. Không sao. Chúa phù hộ em nha. Lần này quá trời trứng luôn. Chắc mình sẽ không có nhìn nhầm nữa đâu. Lại nè. Piu. Để xem trứng gà nào sẽ nở thành gà con đây. Không có trứng nào hết. Ô, trời ơi, trứng gà nở ra con mèo nè. Wow, trứng gà nở ra con mèo. Oh my god. Uầy, cái làng ở vùng sâu, vùng núi cao nè. Con mèo đâu rồi? Uầy, cái làng mà kiểu. Ô, đằng kia còn có ngọc lục bảo. Được quá ta. Qua đây mình đào ngọc lục bảo mới được. Đã thiệt. Đây nữa nè. Bây giờ tìm ngọc lục bảo. Cũng khá. Ê, nó còn có cái biome deep dark ở dưới nữa. Ôi thôi. Tốt nhất mình đừng có vô đây. Mèo mình mà xui lọt xuống dưới là xác định đó. Được kìa. Mình phải bay vô đây liền. Kẻo mèo mình lọt xuống dưới hang hết á. Quay. Cái chỗ này hơi địa hình hơi bị phức tạp nha. Thôi trở lại với việc tìm mèo của mình thôi. Hồi nãy giờ không biết đi tới bao nhiêu ngôi làng rồi đó. Cũng gần đủ cái bộ sưu tập chuông, đủ các vùng đất luôn rồi. Mà chưa có gặp hết mèo nữa là sao ta. Đúng khó luôn. Ê cái gì vậy? What the heck. Cái gì?
Tận thế zombie à? Sao nhiều zombie vậy? Vũ khí gì zombie của mình? Ở cái vùng sa mạc này sao? Oh no. May mà mình tới ngôi làng này kịp, chứ không thôi xác định ngôi làng bữa tối đêm nay rồi. Gì đâu, nguyên dòng họ bọn zombie kéo lại ngôi làng nè. Đúng đông luôn. Nữa kìa, đằng kia nữa kìa. Trời ơi, cái bác đó chạy ra ngoài kia làm gì? Nó cầm nguyên cái cửa nó dí. Nó quýnh thì thứ gì chịu nổi. Trời ơi, kỳ cục kẹo nha. Ấy có cái cửa rồi, định lấy cái cửa đập đầu bác dân làng hay gì. Hung dữ hả? Này thì hung dữ. Coi chừng. Này thì dám cầm cửa rồi ha. Đi dọ dân làng hả? Có mình ở đây là không có vụ mà đụng được vô cái cọng lông chân của dân làng đâu. À, đằng kia còn có con xương mà cửa nhện nữa cơ. À, này thì cửa nhện. Bắt buộc buổi tối hôm nay mình phải ngủ qua đêm thôi, chứ không thôi là dân làng sẽ toan mất. Mình không thể ngủ luôn. Bữa nay đâu phải cái đêm đêm trăng tròn đâu mà sao nhiều quái dữ vậy ta. Đúng nhiều luôn. Ngủ, leo lên giường. Lê lên giường ngủ đi. Mẹ đi, người ta còn ngủ. Sao không, hồi nãy ngủ dữ lắm mà. Bây giờ Creeper nó vô, nó làm cái đụng một phát là bánh xác bây giờ. Mời leo hết lên giường đi. Rồi, có mèo ngủ cạnh mình rồi đó, có mèo ôm luôn nha. Sáng dậy là mèo cho đồ mình đó. Mèo cho gì á? Mèo cho thịt nhâm bay hả? Không biết mèo cho mình cái gì á, nãy mình thấy mình nghe tiếng một vật phẩm mới lọt vô kho đồ mình. Coi, trời sáng rồi. Tỉnh dậy mấy ông cháu ơi, tỉnh dậy đi. Đi tiếp nào, đập cái giường. Let's go. À quên kiểm tra ngôi làng này có nhện hay không? Ủa? Có mèo hay không? Ôi, hai mèo mới luôn. Chạy đi đâu? À, vẫn chạy hả? Cưng không có chạy được đâu mèo. Đứng lại. Này thì chạy. Cuối cùng thì mình cũng được một thành tựu. Đó chính là một cái danh mục hoàn chỉnh. Ờ, tìm đúng khó luôn. Nhưng mà không sao, cuối cùng thì mình cũng đã làm được rồi. Đâu. Về nhà mấy nhóc ơi. Hay quá đi. Rồi, giờ thì mình sẽ dẫn tất. Ui, dân làng có vẻ khoái mèo của mình kìa. Trời, thích mèo của mình lắm chứ gì. Ghiền, thấy mèo của mình dễ thương cái khoái. Qua đây. Ý giời ơi, giờ thì mình chính thức đã có nguyên một cái bộ sưu tập mèo ở cái khu vực này luôn. Quá là đã, và các bạn thích mèo nào nhất? Mình thì mình thích mèo này có đôi mắt màu xanh khá là đẹp này. Rồi tấm thời thì mình đã xong được thêm một cái nhiệm vụ khó ở bên danh mục nông nghiệp. Giờ thì tới những cái nhiệm vụ gì đây? Là một dòng chữ trên tấm bảng phát sáng. À, tức là mình dùng cái túi mực phát sáng ấy. Cái này thì dễ rồi, mình sẽ xuống dưới này để mình kiếm mực phát sáng thôi. Ôi, nhưng mà bữa nay ngộ lắm. Mình gặp quái á, là nó xuất hiện theo đàn không à. Nè. Kỳ lạ thiệt. Hồi nãy ngay cái chỗ ngôi làng là mình thấy nó sai chỗ nào rồi. Bây giờ xuống hang cũng y gan vậy luôn. Thôi được rồi. Trận chiến 1-7 bắt đầu. Vô. Bước vô đây. Chỉ cần vài đường kiếm cơ bản là mình đã quét sạch nguyên cái băng đảng đi rồi. Mà cũng hơi rén thiệt á. Kiểu tự nhiên nó xuất hiện một số lượng lớn cũng hơi gung ấy nha. Bình thường đâu có vậy đâu ta. Cuối cùng cũng thấy mực phát sáng rồi. Chặt một cái là mình sẽ có được túi mực phát sáng. Sau đấy thì dùng cái túi mực này cho vào cái tấm bảng là mình đã làm phát sáng lên cái dòng chữ rồi. Nhìn rất là đẹp luôn. Hơi bị nổi nha. Rồi, thành tựu về túi mực phát sáng đã xong. Giờ thì tới thành tựu câu cá. Nghe đúng nhàng ấy giờ. Và để câu cá thì mình sẽ cần có một cây cần câu cho nó chuyên nghiệp một xíu. Đâu rồi? Đây, cần câu nhữ luôn nè. Câu hơi bị nhanh á. Ăn đi. Ui, ăn thiệt nè. Giật lên một cái. Rồi luôn, xong thành tựu. Quá là nhanh chóng luôn. Rồi, bây giờ có một cái thành tựu liên quan tới Axolotl nè. Mình sẽ cùng với Axolotl chiến thắng trong một cuộc chiến. Tức là đi chiến đấu
cùng với Axolot á. Hay hay, cái thành tựu này được. Mình sẽ bay tới cái tỷ cung của mình để cùng Axolot đi quẩy thôi. Nhưng mà có điều hiện tại thì số lượng Axolot của mình nó kiểu không được đông cho lắm ấy. Chiến đấu thì chắc sẽ hơi thiệt thòi về cái mặt quân số nha. Nhưng mà không sao, cùng nhau chiến đấu là được. Giờ thì mình sẽ múc vài xô nước, rồi sau đó cho Axolot vào bên trong. Nữa hả? Hip hop này vào đây nữa hả? Mình thấy mấy cái nhóc gấu nào mà tóc ốm mũi hồng là hay hip hop này vào đây lắm nha. Bữa mình nhớ mình cũng lai tạo nhiều lắm mà ta. Sao một hồi mình gom còn có 7 Axolot vậy nhờ? Không biết là có thiếu Axolot nào không nữa. Thôi trước mắt là 7 Axolot đi. Mà đối thủ trong ngày hôm nay thì không phải là những con zombie hay là những con quái vật bình thường, mà mình đang dự định là sẽ cho Axolot đánh nhau với cái con quái vật có thể nói là khá là mạnh ở phiên bản 1.19 này. Đó chính là Warden. Bữa nay mình sẽ làm gỏi Warden cùng với sự giúp sức của Axolot. Mình tin là mình có thể làm được. Nhưng mà chỉ mình và Axolot thì chắc chắn không phải là đối thủ của cái con Warden đó rồi. Thế nên là mình sẽ tìm thêm cộng sự. Và cộng sự đáng tin cậy nhất hiện tại đấy chính là những anh người sắt. Để mình vào nhà kho của mình lấy một ít sắt ra đã, cũng như là một ít bí ngô để mình có thể tạo ra người sắt. À mà bí ngô mình sẽ cắt mặt sẵn đi, để tới đó mình chỉ cần đặt vô là có thể triệu hồi được anh người sắt luôn. Mọi thứ đều đã rất là ok. Ê, mình còn táo vàng đúng không ta? Táo vàng à, mình còn. Vậy thì được, mình sẽ mang ra táo vàng sẵn, nhỡ có gì. Ừ, còn một thứ rất là quan trọng nữa, đấy chính là vật tổ trường sinh. Tí nữa thì mình quên cái thứ có thể cứu mạng mình rồi. Mình phải mang thật là nhiều vật tổ trường sinh theo mới được. Cái gì chứ, vật tổ trường sinh là mình không có thiếu. Tạm thời là mang như đây trước đây. Tự tin rồi đó, có cái này là mình tự tin lắm. Warden mình còn nhốt được mà, giờ mình bêm nó thì quá là easy luôn. Để mình gáy trước đi, để một hồi có gì thì không gáy được nữa. Ok. Nếu mình nhớ không lầm thì ở đây nó vẫn còn một chỗ triệu hồi Warden đúng không ta? Ở đâu ý nhờ? Ở đây đúng không nhờ? Như ở đây nè mình. Ủa không phải. Hay là ở đây? Hình như đây, ngay đây nó còn mấy cái chỗ đó. Scoot là hết. Được. Vậy nên là mình sẽ set up sẵn một cái khu vực để đánh nhau với con Warden luôn. Nó sẽ là một cái giống như là một cái hồ gì đó. Tại vì có nước thì Axolot mới nhanh nhẹn được, chứ trên bờ thì Axolot cũng không được nhanh nhẹn cho lắm. Đổ nước vào, thật là nhiều nước luôn. Có khi là mình sẽ cho nước nó ngập lên tới trên này luôn ấy nhờ. Không mà thôi, một ô là được rồi. Để mình để lên đây nhỏ con Warden nó bơi lên đất liền là mệt á. Rồi, cho những chiến binh trong ngày hôm nay ra thôi. Hãy ra đi, Axolot. Nhưng mà có vẻ hơi thiếu nha. Mình nhớ lần trước mình có 2 Axolot vàng nè. Rồi Axolot hồng mình cũng có 2 Axolot luôn. Ồ, vậy là mình lạc hết một vài Axolot rồi. Rồi và người sắt thì cũng vậy, mình sẽ triệu hồi sẵn ở đây. Mình đã triệu hồi xong hết số lượng sắt mà mình đã mang theo rồi. Và để chắc cứu hơn thì mình sẽ làm ngay khu vực này một cái cửa sập đi, để cho con Warden nó sung nó chạy xuống dưới luôn. Rồi cái khu vực chuẩn bị cho trận chiến với Warden đã set up xong rồi. Giờ là tới công đoạn triệu hồi ra nó thôi. Để mình chuẩn bị tinh thần cái đã, ăn uống cho đầy đủ các thứ vô. Đây, khối scoot là hết ngay đây luôn. Ây da, căng nha. Đấy, Warden xuất hiện. Oh my god. Mình phải dụ nó ngay lập tức lại cái khu vực này thôi. Nó nghe chưa? Nó phát hiện âm thanh chưa? Hey, con Warden ngu ngốc kia. Hey. Lại đây đi. Mình sẽ bắn thẳng vô mặt nó.
Tức giận. Ê, mặc khuôn giáp. Không thôi, nó tung chưởng mình á. Ừ, chạy lại đây. Có ngon ngươi chạy lại đây, đúng rồi. Đúng rồi. Ho. Xác định ngươi coi. Ouch. Ê, mình chưa gắn Phật tổ trường sinh. Oh my god. Không biết đằng kia những anh người sát và Axolotl có chiến đấu lại nó không nữa. Ê, hình như nó bị tiêu diệt rồi. Tuy nhiên thì mình và Axolotl chưa có thực hiện được cái thành tựu này. Như vậy thì Axolotl không có tấn công con qua đành hả ta? Hay là do mình không cận chiến nó nên là Axolotl không đánh nó? Một tí thì mình sẽ chơi lớn luôn mà sẽ đứng tại chỗ để mình cận chiến con qua đành. Để xem coi Axolotl có kiểu như tấn công phụ mình hay không nha. Ui sao lần này nhanh vậy? Ui lần này mới đụng vô cái là nó triệu hồi qua đành rồi. Ôi quá, không thấy đường. Ây da. Vô. Quýnh nó. Axolotl có đánh không? Đánh nó đi Axolotl. Liệu rằng Axolotl có đánh tiếp mình? Vẫn không thành hoàn thành được thành tố. Như vậy thì ý tưởng này đã thất bại rồi. Có vẻ là Axolotl không tấn công mục tiêu là qua đền. Tính bữa nay cho Axolotl ăn gỏi qua đền mà có vẻ là không được rồi. Ở đây có mấy con giang hồ thường nè, không phải giang hồ biển. Cũng được. Để mình xử con Ripper này trước đã. Rồi xong phê. Cho Axolotl của mình ra thôi. Rồi ba nhóc Axolotl đầu tiên. Thêm ba nhóc khác. Rồi ra trận. Tấn công. Xung phong. Axolotl rồi. Trời ơi, Axolotl thì đi săn cá nhiệt đới. Ôi, anh em xương máu như vậy là chết rồi. Axolotl không, giúp anh đi. Nè, nó đánh nó nè. À, thành giang hồ biển Axolotl mới đánh tiếp. Vô. Đúng rồi, tấn công đi Axolotl. Ui, Axolotl bị... Axolotl chuyển sang chế độ giả chết rồi. Để hồi phục lại. Mình sẽ chờ đợi Axolotl hồi phục. Tiếp tục, đúng rồi. Tiếp tục nào. Tấn công đi. Ồ, một mình Axolotl hỏng. Hay lắm. Ở đây nữa nè. Cố lên. Được hay không? Mình có đúng nhiều Axolotl luôn. Nhưng mà chỉ có mỗi Axolotl này là giúp mình thôi. Rồi. Còn một tên cuối cùng nè. Cố lên. Gần làm được rồi Axolotl. Không biết Axolotl tấn công một lần được bao nhiêu máu ha, nhưng mà thấy đánh nãy giờ cũng khá là lâu rồi đó. Đúng rồi. Ây da. Con kia cầm đinh ba à. Ê. Trời, nó đánh hạ một Axolotl của mình rồi. Con zombie chết túi chết tiệt. Oh no. Này Axolotl. Help me. Axolotl sợ luôn rồi, không thèm chiến đấu với mình nữa rồi. Ây da, nó đánh đâu quá. Mình cũng có đinh ba đấy, nhưng mà đang đợi Axolotl đánh nó nè. Ồ luôn, Axolotl giỏi mình hay sao rồi? Hay là tại Axolotl yếu máu quá ta? Đúng rồi, đánh ăn. Hay. Còn một tên nữa thôi. Ồ, mặc dù mình và Axolotl đã đánh bại những con chim ba chết đuối, thế nhưng mà mình vẫn không làm được cái thành tựu. Ok. Mình chỉ cần để cho Axolotl đánh vô một con rồi mình tấn công nó thôi. Đó. Vậy là được rồi. Ồ, mình vừa được cái hiệu ứng hồi phục gì nữa cơ. Ây. Ôi. Hình như
cái khả năng hồi phục của Azeloth, cái khả năng giả chết ấy, nó mất thời gian hồi chiêu hay sao á. Rồi luôn. Như vậy thì mình đã mất đi hai Azeloth rồi, còn những Azeloth còn lại đã bỏ mình mà đi nữa. Cái thành tựu sức mạnh của tình bạn, bạn bè gì mà ha, hở cái là bỏ đi. Chỉ có đúng hai Azeloth kia là còn ở lại để chiến đấu hỗ trợ mình thôi, nhưng mà hai nhóc đó đều đã hy sinh rồi. Vậy là lại có thêm những chiến binh quả cảm đã giúp đỡ mình mà phải hy sinh rồi. Thật là đáng tiếc luôn á. Ok, hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sẽ không có mất đi bất kỳ một người bạn hoặc là một chiến binh nào trong những cái trận chiến này nữa. Mặc nhiều điều đó là mình không thể ngăn cản, nhưng mà lần sau mình sẽ cẩn thận hơn. Thiệt tình luôn á, cái con kia. Hết chuyện rồi, leo lên đồ cây. Đó đó đó, gớt cái bẹp xuống. Này thì leo lên đồ cây. Đang quạo mà đừng có leo lên đồ cây nhà tôi nha. Bây giờ thì mình sẽ về nhà để mình làm nốt hai cái thành tựu cuối cùng. Đó chính là thành tựu chế độ ăn cân bằng. Quầy cái này là mình phải ăn tất cả các món ăn ở trong Minecraft này. Và trong danh sách những cái món ăn á, có một vài món mình cần phải chế tạo thêm mới được. Và tiêu biểu đó chính là bánh kem. Mình vô đây mình dắt sữa bò cái đó để về làm bánh kem. Đó, mình đã có được một cái bánh kem chà bá lửa luôn. Mình sẽ đặt ở đâu ăn ta? Đặt ở đây cũng được. Mình sẽ ăn ở trên này luôn. Đây rồi, đã có được nó rồi. Tiếp theo thì mình sẽ làm thêm một cái lọ súp nữa, làm từ cái củ dền. Lại thêm một loại súp nữa, nhưng mà súp này thì chỉ đơn giản là mình vô cái trang trại của mình và ghé vô chỗ của bò nấm để mình múc được một cái tô súp nấm free luôn. Và cuối cùng là cái bát súp đáng ngờ này. Nếu mình đếm không có lầm là bây giờ mình đã đủ số lượng đồ ăn cần phải ăn để hoàn thành thành tựu rồi đó. Bây giờ thì chuẩn bị tự giày xéo bản thân nè, cho mất máu để chúng ta bắt đầu ăn hết cái đống thức ăn mà mình vừa chuẩn bị thôi. Cuối cùng thì cũng xong được cái chế độ ăn uống cân bằng rồi. Cái thành tựu này tính ra mình cũng khá là may mắn, vì lúc trước á mình đã từng ăn táo vàng cường hóa rồi, nên bây giờ mình không cần phải đi tìm và ăn lại cái trái táo vàng cường hóa đó. Chứ không thôi là cái thành tựu này cũng khá là căng ấy nha. Và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị cho cái thành tựu cuối cùng, và cũng là cái thành tựu mình thấy nhàn hạ nhất trong ngày hôm nay. Đấy chính là chế tạo một cái cây cuốc bằng phôi netherite. Lộn bàn. Bàn này mới đúng. Đây, cho cây cuốc và cái phôi vào. Mình sẽ được một cây cuốc netherite. Và tên tên sự cống hiến nghiêm túc. Ok, như vậy thì toàn bộ những cái thành tựu ở trong danh sách nông nghiệp đã được mình làm rồi. Yeah, giờ thì mình mới xác nhận là một nông dân bro VIP đó nha. Ok, và hy vọng trong thời gian sắp tới thì những cái thành tựu ở những cái danh mục khác cũng được mình thực hiện một cách dễ dàng. Tuy nhiên thì hôm nay á, mình khá là buồn luôn, vì toàn bộ Azeloth của mình đều đã mất hết rồi. Không bỏ mình ra đi thì cũng bị zombie đánh gục. Đây là một việc khá là đáng tiếc trong ngày hôm nay. Hy vọng là trong thời gian sắp tới mình có thể tìm lại được những cái nhóc Azeloth này và gây dựng lên nguyên một cái vùng đất chỉ toàn Azeloth ở xung quanh cái thủy cung này. Hy vọng là vậy. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày sinh tồn ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình 1.19 của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.